Hi, xin chào tất cả các bạn anh chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn anh chị một chiếc xe Honda MSX nhập nguyên chiếc 150 màu trắng đẹp phù hợp rất là đẹp. Đặc biệt là xe đầu chưa rớt luôn các bạn. Thường thường những cái xe mà đầu chưa rớt chạy nó rất là bóng và rất là ngon. Và được cái là xe nó dán keo nguyên chiếc luôn. Đó, dán keo nguyên chiếc từ trên xuống dưới luôn. Đẹp, màu trắng đen phù hợp. Đẹp màu trắng đen. Coi như là đời 2010 nha các bạn, đắc ý nhập nguyên chiếc đời 2010 nên đồng hồ đó là đồng hồ kiểu bình thường. Còn xe đời nó 2011-12 về sau thì là bỏ đúng tiên. Đây như vậy là cái này nó không phải chày nha các bạn, chày keo thôi, lột ra là hết. Bởi vì sơn zin để vậy luôn. Dán keo nguyên chiếc mà. Máy là đầu chưa lớp luôn. Bao đầu chưa lớp, mở ra kiểm tra luôn nha các bạn. Khi các bạn trên chị tới là mở ra cho các bạn các chị kiểm tra đàng hoàng. Xe còn rất là liền lạc sạch sẽ. Vỏ cũng rất là dày. Biển số của em nó là 59K100935. Xe gọn đẹp từ trên dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau. Xe bao thử, bao test, bao vận chuyển về đến tận nhà hoàn toàn miễn phí cho các bạn các anh chị luôn. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều.